việc giáo viên mà bắt đầu là ổn ổn rồi thì sẽ triển khai sang đây cũng vẫn tập trung một lúc ạ. Vâng, em thì biết chị Toan rồi. Em biết chị Toan rồi, bởi vì cái giai đoạn mà đi hỗ trợ cái văn phòng Đông Anh của anh Long chị Sơn Ca ấy, thì là cũng đã định rẽ qua chỗ chị rồi, thế nhưng hôm đấy chị bận. Thế cho nên là cũng chưa gặp được chị thôi. Được nghe chị Toan nhiều rồi, cũng bọn em cũng qua chỗ chị Tám rồi mà, chị Tám Trình ở Lâm Đồng rồi. Vâng, em chờ chị. Vâng, em xuống trước để bởi vì là em có một cái việc xét duyệt văn phòng. Vâng. Thì có chứ, có chỗ gì là ở. Dạ. Có phòng chứ. À rồi ạ. Vâng. À, chị Toan ấy, chị Toan giao lưu chút đi ạ. Vâng, em chào chị. Chị là Nguyễn Thị Lan, cũng giáo viên bắt đầu về hưu, cũng giống như là của Hà, như Hà về hưu. Cái chương trình này nó tiềm năng lên, mình cũng muốn tìm hiểu và muốn tham gia. Dạ. Thì đúng ra là phải tham gia lâu rồi chứ chị Toan ạ. Cái thời điểm em về chỗ chị Tám là từ năm ngoái năm kia mà. Cách đây 2 năm rồi. Thì cái giai đoạn đấy là còn nó còn sâu cả cái giai đoạn mà đi sang Đông Anh ấy. Đi sang Đông Anh thì là hỗ trợ cái văn phòng của anh Long ấy. Thì cũng có qua gần cái khu vực nhà chị rồi. Thì bây giờ thì em nghĩ là trường thì dạ. Dạy tiếng nước ngoài nữa, một trường lao động. Vâng. Trường nghề. À cũng hôm nay còn có cả thầy Dũng đấy. Thầy Dũng của bên văn phòng Quảng Trị cũng vào xét duyệt văn phòng cùng với cả chúng ta đấy ạ. Vâng ạ. Chào anh Dũng nhé. Em vừa thấy anh Dũng vào xong. Vâng. Anh Dũng cũng rất là nhiều kinh nghiệm. Nhiều kinh nghiệm thì sẽ giúp mọi người có thêm kinh nghiệm cho văn phòng công an chúng mình mới. Thì sở dĩ là em mời anh Dũng vào bởi vì là nhóm chị Hà thì hầu hết đều là các cô giáo, mà anh Dũng thì cũng là thầy giáo mà. Thì có cả anh chị cũng cùng đều là các thầy cô. Vâng, em thì cũng xuất phát điểm thì cũng là thầy cô giáo. Cho nên là cái nhóm mình thì hầu hết phần lớn là đều là từ các thầy cô cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học. Vâng. Thì cái nhóm của mình thì em cũng vẫn nói chuyện với chị Hà đấy. Là vì xuất phát điểm là chúng ta cũng đều là giáo viên, cho nên là cái cách đi của chúng ta nó sẽ chậm, có thể nó mang tính chất là nhiều khi mình cũng chắc chắn hơn ấy, và đôi lúc mình sẽ không nó có những cái gọi là ưu điểm nhưng cũng có những cái nhược điểm, là đôi khi mình cũng hơi kiểu là thận trọng ấy, em cũng tự suy ra từ em đấy. Thì cái giai đoạn đầu em cũng bị như thế, em cũng bị do dự thận trọng xét nét, nó cũng mất một vài năm đấy chứ không phải ít đâu. Thế nhưng mà khi mà mình tập trung mình làm rồi thì mình làm rất là mạnh ạ. Vâng ạ. Mong muốn là như vậy. Dạ vâng. Thì đấy thì cũng em nghĩ là chị chia sẻ cho một vài cái kinh nghiệm. Anh Dũng bật mic đi ạ. Vâng. Em chào anh. Vâng, xin chào mọi người. Chào anh.
anh chia sẻ cho chúng em vài cái bí quyết để thành công đi nhỉ? Không, nếu mà gọi là thành công thì mình đúng rồi. Nếu là gọi là thành công thì mình học cho xa, cách xa Hồng Nhung quá. Không. Công là thầy Dũng thì nếu mà về làm một cách bài bản mà về giấy tờ ấy là anh Dũng là chuẩn chỉ lắm đấy ạ. Và anh ấy rất là có kinh nghiệm. Vâng. Vì vốn dân là 30 năm làm giáo dục với thêm 10 năm ở sở kế đầu tư, cho nên là kinh xong như thế hay là chết. Thế hay là một nửa thành công rồi. Dạ. Số lượng mà trường cô Nhung cùng với cả thầy Tuấn thì là thầy Tuấn là chủ tịch tập đoàn, cô Nhung là tổng giám đốc của công ty Eurocom, là hai người là người đã gọi là đúng ra là người khai sinh ra cái tập đoàn của mình. Thế thì chắc chắn là về đường đi nước bước thì là cô Nhung là người đã rất đúng rồi. Thế và hôm nay thì thêm cả thầy Dũng nữa thì cũng là giáo viên. Ngoài những việc giảng dạy trong nhà trường thì thầy còn làm thêm như là bên dự bị sở thì là dạy viên của trường ạ. Thế thì đấy thì là thầy rất là nắm vững các đường đi nước bước. Sở cái được cũng đấy là những cái kinh nghiệm rất là tốt cho các văn phòng mới mở để chia sẻ thêm kinh nghiệm cho mọi người. Nếu bảo là kinh nghiệm thì không có đâu, nhưng mà có một cái lợi thế được sử dụng phép lợi thế là mình là quen thân được 30 năm làm quản lý giáo dục, sau 10 năm cuối đời thì lại là chạy văn phòng của sở kế đầu tư, cho nên cái mối quan giao, mối quan hệ quen thân với các trường rất là dễ. Địa phương thì hầu như từ chủ tịch xã trở lên là mình đều quen biết hết, đó là một cái lợi thế. Nhưng mà cái hạnh phúc nhất ấy, là làm được cái việc làm việc với các cô thầy giáo. Vâng. Thì mình là đội ngũ giáo viên rồi thì cái làm việc của mình ấy, nó gần hơn, nó xích lại gần hơn, bởi vì người dân đã tin vào người thầy, tin vào thầy cô hơn là tin vào một người con người bình thường. Nếu hai người cùng đi, hai người hai nhóm, như một nhóm giáo viên và một nhóm bên kia là một người tốt nghiệp 12 hoặc là một người cao đẳng nghề nghiệp gì đấy mà họ không làm việc, họ làm thêm bên này thì rõ ràng cái nghề giống người giáo viên là được lợi thế hơn. Vì một là tâm tư nguyện vọng của người dân, hai là đủ tin cậy, và cái thứ ba nữa cách truyền thụ. Alo. Dạ, vâng ạ. Sao anh? À, em làm về du học nghề Đức Úc anh ạ, Đức Úc ca. À, anh ơi em đang họp một chút xong em gọi lại sau được không ạ? Vâng. Vâng vâng vâng. Trong đó có hai câu hỏi nhắc tới, đó là cố gắng đeo bám được không, đeo bám công việc mình được không, cố gắng theo dõi nhé. Thế thôi. Chứ không đồng viên không khích lệ nhiều về cái chuyện công việc của mình. Bởi vì nó là có một cái gì được, ôi tôi nhiều việc quá, ôi công việc quá. Mỗi ngày cô giáo chỉ dành khoảng 14 đến 15 phút dành cho vấn đề các thông tin trên nhóm, trên đội mình. Tôi dành 15 phút để thông tin lại cho người khác, thì đó là điều rất quý. Chứ đừng để cứ trước khi nằm ngủ, trước khi bắt đầu nghỉ ngơi thì mình có một thời gian rảnh rỗi một ngày. Tại sao mình lại đi TikTok, tại sao mình đi này đi kia mà mình không lướt vào trong cái nhóm của mình, đội của mình xem thử ai làm gì, ở đâu, như thế nào và kết quả ra sao. Đấy thì phải cải đòn và phải thường xuyên kết nhau bạn. Và thường xuyên sáng dậy chúc nhau xong rồi thì nhắc đến công việc một tí thì nó rằng nó đỡ hơn. Thế thôi, mình chỉ có chừng đấy thôi. Vâng ạ, rất là đúng đắn luôn. Vâng, em cảm ơn anh Dũng ạ. Vâng. À, Thùy tiếp tục đi em ơi. Dạ vâng, em cảm ơn thầy Dũng ạ. Dạ. Nãy giờ em cũng đặt những câu hỏi rồi. Bây giờ tới phần chị Nhung coi thử văn phòng có được chị khen không. Thì
Tại vì em cũng vào muộn, cũng chưa biết là Thùy đã hỏi anh chị em cái gì rồi. Tuy nhiên em cũng muốn hỏi anh chị em một chút là bây giờ chúng ta đang là 29 tháng 6, tức là cuối tháng 6 rồi và chuẩn bị bước vào tháng 7, mà trong một năm đối với cái ngành lĩnh vực du học nghề, nhất là Đức, Úc, Ca, thì cái tháng mà trọng điểm gọi là mùa tuyển sinh mạnh mẽ nhất đó là tháng 7, tháng 8, tháng 9. Trong cái chu kỳ mà làm việc trong vòng 6 năm vừa rồi thì em cũng nhận thấy là những cái năm đầu tiên là 3 cái tháng 7, 8, 9 là những tháng mà doanh số cao nhất. Thì anh chị có thể giúp cho em phân chia cái mục tiêu của mình như thế nào nhé. Thì mọi người cứ giao lưu đi, tại vì em có thể là bây giờ nhà xe người ta gọi đấy, là em bây giờ em phải ra xe để về Hà Nội nhé. Thùy với cả chỗ anh Dũng với chị Hà tiếp tục chủ trì hộ em nhé. Vâng.